Hello everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game đấu la đại lục. Không biết phiên bản này là phiên bản gì luôn. Tự nhiên anh em gửi con này vô, không biết là con này nó ra sao và chơi như thế nào luôn. Ok, rồi đầu vô thì tạo tài khoản rồi chạy nhiệm vụ tân hữu thôi nha các bạn ơi. Cũng như bao con game khác thôi ha. Cái này là chắc cũng phải chạy khoảng 5-6 cái ải đầu rồi quá. Ok, đó. Vậy là chắc đúng rồi, 5-6 cái ải đầu rồi. Rồi, nằm đây đi, đánh đi. Thôi, để heo chạy cho xong cái hướng dẫn đầu cái. Chứ không thì nó chạy, nó đánh kiểu này tới Tết Congo luôn nha các bạn ơi. Để tí nào. Rồi, chạy nhiệm vụ cũng xong rồi nha các bạn. Ok, à cái bản này à, rồi cái cuộn giấy này rất là quan trọng nha, nó đổi được rất là nhiều thứ nha các bạn ơi. Nên lụm về đó, lụm luôn. Ok, lại lên đó. Rồi à, ủa sao mở cái nào nó không hiện ta. Ok, VIP ở đây skin nè hả, nhưng mà ở trong cái đống này nó không có bán cái vải thì cũng như không thôi. Vô túi rồi, vô túi không có gì cả. Ok, VIP cũng đang VIP không nè, cái chỗ đổi đồ nè anh em, đây nhận nè. Đó, nhận miễn phí hải thần đường tam. Đó, nhận miễn phí trang bị, nhận miễn phí 24 là 88.888 tệ cộng với 20.000 rương tướng ếch, 20.000 rương tướng ếch cộng 14.200 rương tướng ba ếch. Rồi tướng tà le hộp me gì đây nữa nè. Đó, ngon. Ôi giời ơi, cái bản này là cái bản quy ấy mà, bản này là bản 2 SB đó các bạn. Có con gì bên mẹ nữa coi. Đây, điểm danh, đồ lên level, đồ nhận him, đồ nè ha. Vé tệ nè. Rồi ở đây chúng ta có mấy cuộn giấy nè. Giấy này đổi ra vé tệ được nữa nè nha các bạn. Đó. Đây, rồi cái vé này. Bản này là bản 3 tướng. Con này là tiểu vũ SB. Ba con SB, nhưng mà cái vé này mẹ biết lấy đâu thôi. Ủa, tấn 2 luôn vẫn chưa biết. Đây, rồi trang bị SB nè ha. Rồi đây, chúng ta có con cái thằng này là thằng gì quên mẹ đó coi. Thằng gì quên mẹ đó coi ta. Mã Hồng Tấn. Đúng rồi. Mã Hồng Tấn đó. Ok. Ôi ở đây có skin luôn nè. Ui skin mới hả? Wow, cái này có mới hơn nữa nè. Ôi tính ra bản này chơi lâu dài tới nay mà nó chưa sập nữa là lâu á anh em ơi. Trang bị SB rồi nè ha. Đó, đang level 5 nè, level 240 rồi 100 rồi 120 nhận được him nè ha. Đó, còn cái này là hình như tiêu kim cương hay là nạp hay là gì đó. Ở dưới này còn rất là nhiều nữa nè. Đó, nè, đây. Đổi nè. 5 vé, 10 vé, 10 vé đổi được 2, 4, 5 là 800.000 tệ, 20 vé đổi được 2 triệu, 30 vé đổi được 4 triệu. Đó, nếu mà các bạn có kiên nhẫn thì gom đủ 40 vé rồi hãy đổi một lần nha. 40 vé đổi được mà là 30 vé đổi được 4 triệu. Và tổng ra là các bạn lời được 10 vé đó. Tại vì đừng tính mấy con dưới, tính đây lên là thấy là có lời rồi nè. À, đây nè, 10 vé mà 80.000. Nếu mà các bạn đổi cái gì 800.000, các bạn đổi ở đây 2 lần là 20 vé đúng không? Là nó chỉ có 1.600.000, nhưng mà các bạn để 20 vé đó đổi đây thì các bạn được tới 2 triệu.
mà hai lần 2 triệu là mất cái 40 vé, nhưng mà 4 triệu ở đây các bạn đổi có 30 vé à, nó rẻ hơn đó. Nên là theo thì các bạn nếu mà chơi cày cuốc lâu dài ở cái server này thì nên nghiêng về cái phần đổi quà dữ ha. Đó, rồi ở đây thì đổi ra vé tệ, đồ nguyên liệu đồ nè ha. Vé tệ mua tướng nè, này tướng hay là gì đây, này skin quá, skin của mấy con SB nè, đó một đống luôn. Ở đây cũng có thêm skin nữa nè, đó ok, rất nhiều skin luôn. Ô wow, ui thấy cái này là hải duyệt nè, ok đấy. Bán vải bố ở đây luôn, vải bố đó là cái phần mà ui ở đây có thêm mảnh nữa hả. Ok, tí mình vô mình chọn sao ha. Đó, ở đây là danh hiệu rồi khung avatar đồ các kiểu, rồi cái đó chắc không cần đâu. Đây nguyên liệu nâng nữa nè hả. Ôi kim cương nè, đây ôi mua thôi ơi, một đống mua thôi ơi, một để mua được cái này bao nhiêu vậy, 2, 4, 6, 8, 100 triệu đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, cỡ đó. Ok, ôi thể lực nữa nè anh em ơi, 10.000 thể lực. Ôi trời ơi, chơi tới Tết Congo luôn, nguyên liệu đây rất là rẻ luôn nè. Đó, ố là la, này làm gì không biết luôn. Này đổi nguyên liệu, đổi đồ, a ship rồi hết rồi, có mấy cái slur rồi. VIP 3 hả? VIP hiện giờ chắc cũng không cần thiết lắm ha. Muốn thì chúng ta có thể mua, nhưng mà đang thăm he con mã hồng tuấn nè. Mã hồng tuấn mua 10 mảnh, mà ở đây mua tối đa là chỉ có 7 mảnh là 70 hả? Ở đây chúng ta có 2, 4, 5. Nếu mà như vậy thì đâu rồi ta, cái chỗ hồi nãy kiếm bế tệ đâu. Ok, đây là gì à, biết luôn. Đây đi, đây chúng ta đổi 2, 4, 5 là 350. 350 thì được khoảng 30 hồn nữa vẫn không đủ. Phải đây nè, mua cái gói này nè. Vậy là phải đi kiếm thêm một vé nữa. Bây giờ một cái vé nữa đi kiếm ở đâu nè, trời. Rồi rồi, ok. Một cái vé nữa kiếm đâu ta? Online ngày thứ 2 hả? Cũng có thể. Còn cái này là cái gì ta? Để heo dịch thử coi cái này là nó kêu là yêu cầu cái gì đây? Nạp hay là nâng hay là mua hay là cái gì đây? Chúng ta phải tìm được cái này. Cái gì đây? Đăng nhập thử 10. Đăng nhập 10 ngày. Nó vứt rồi. Ok. Cái này là 62 con tướng. Rồi vậy chỉ còn có đúng cái đó mà để kiếm vé tệ rồi các bạn ơi. Còn lại là đăng nhập thôi chứ không còn cách nào khác rồi. Ok. Khá buồn vì nguyên vì chỉ có bao nhiêu đó. Ok, vô lấy đám tướng rồi cái đã các bạn nè. Đây. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi ghép con này. Ôi cái này là bán rồi, này là xài nè. Đó, đây SB hải thần đường tam. Ok là tính ra bản này nó không có update gì mới ha. Ở đây vẫn 3 con rồi các bạn. Con mới nhất là tiểu vũ nè ha. Đó, ủa đây là hải thần đường tam tiểu vũ nè. Ủa không có gì mới hả? Ôi trời ơi.
À, không biết lúc nào anh em nào có cái bảng của con Tiểu Vũ này không? Gửi về heo chứ. Còn con này thì biết. Con này thì hình như trước có một bảng đã có rồi. Có bảng nào mà được 4 con SP không ta? Kiếm bảng đó chơi là cũng ngon luôn. Rồi, một con là 130 mảnh. Rồi, cứ thế mà tính lên thôi. Hết con này rồi tới con kia. Đó, full tướng ha. Rồi SP với lại tính ra là full hết luôn á. Chỉ còn hai con SP thì một con thì chắc là nạp, hoặc là một con kia thì các bạn đổi ra thôi. Online ngày thứ hai là chúng ta đã đổi được một con mã hồng tấn rồi. Không thì để coi có cách nào đổi ra con mã hồng tấn nữa không. Đó. Ok, mua rồi hả. Đó, trải nghiệm. Mở ra hết luôn. Đây. Ok là. Ủa tới đâu rồi ta? À đây nè, đây nè, nó có để nè. Trời ơi, vậy thì khỏe rồi. Vô tư. Trời ơi. Đó, full SP. Đó, vậy còn lại thì thích con SP nào thì chúng ta nâng full con đó thôi. Đấy. Ok nè ha. Ui, ngày xưa cái bản mà con cuối cùng của ba S ra là con áo 4K nè ha. Đó. Nhiệt kính tượng thiên tràng gì đó con. Không phải không ta, áo 4K ra trước con này đúng không? Hay là con này ra trước ta? Con này là Hồ Liệt Na. Đấy, Hồ Liệt Na. Rồi, con này là con Ninh Vinh Vinh. Ok. Rồi con này là con Đường Tam. Ở sau là có Thái Hãn Cự Viên nè. Đó. Ok. Rồi cái này là gì? Thần Lâu Cao, tượng thần Lâu Cao. Ok. Rồi con này là con nào quên mẹ nó rồi, không nhớ. Có phải là cái ba tái tay không ta? Quên rồi. Hình như là thế. Rồi cái con này là cái con cá ở dưới nước, quên tên luôn rồi, bỏ qua đi. Rồi cái này đới một bạch. Ok, đó. Rồi sắp vô đội hình mà quẩy rồi anh em. Có gì đâu. Đơn giản rồi ha. Đó, giờ là nhét mấy con này vô thôi. SB. SB. Rồi ơi, đi hai con Đường Tam. Sao mà đỡ được? Ôi giời ơi. Ok, thôi ơi hai con. Ừ ơi hai con, sao mà đỡ được? Đúng không? Tao mà đỡ được. Đây. Heo có một cái này còn hay nữa nè. Đây, bây giờ chúng ta vào đây. À khoan, vô đây. Đây. Đây Đường Tam. Ở đây chúng ta ok, vậy thì chọn cho nó hết luôn để mà mở full tướng cho các bạn xem luôn ha. Đó, đây full tướng luôn. Lâu lâu mới có một con cho full tướng mà chơi lâu dài. Rồi, con này trước em nhớ là lâu lắm rồi. Chứ không phải mới đây đâu. Cũng hơn cả tháng rồi đó chứ. Đối với heo những con mà ở trên kênh mà con nào chơi hơn cả tháng là con đó là mặc định là chơi lâu rồi đó các bạn. Ok, thà gửi kinh tế như vậy mà có nhiều con game mà cho các bạn chơi mà cả tháng trời là ta nói dữ dằn dện lắm á. Ủa. Rồi, ngày xưa lúc mà heo mới chập dẫn vô game này là chơi là Đường Hạo là con bá nhất game rồi đó. Bây giờ là nó ra tới thứ gì luôn rồi. Đường Hạo của tôi là bị dục xuống dưới múc chỉ tì tì ở đâu rồi. Ok, sẵn thì mình mở luôn mấy con này luôn. Đây. Đường Tam ở dưới này có không ta? Ngày xưa thì đâu có mấy cái bản mà phi full gì các bạn. Phi mà còn là
tool đồ không à. Mà tool thì tool thâu đồ này nọ thì nó nhanh chết lắm. Hôm nay ngày mai nhiều khi 2-3 ngày là nó đi rồi. Ok, 150. Đã tướng thì cùi yếu mà ta nói tốn tới 150 mảnh. Xã hội càng hiện đại mấy con tướng nó càng tốn mảnh để mà lên. Ok. Đấy, lụm luôn. Lụm luôn. Ngày xưa bản mà có full 2S như vậy là đã ngon lắm rồi. Giờ thì 2S như vậy có ai đâu mà chơi. Rồi đó. Ê, con này là đường tam đúng không ta? Này là ui. Ông đánh ra nên phải có một con SB hoặc là 3S của ông gì kiếm đó, quên là kiếm đấu la chứ. Trời ơi, có chán ghê không? Tội kiếm thúc không? Đây, đường tam này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đường tam này các bạn. Ui, đường tam phiên bản 2S nè. Wow. Đúng rồi, đường tam đấy. Ủa, đây là ai vậy? Này không biết luôn. Méo biết luôn. Ok, Ninh Vinh Vinh. Rồi đới mọc có hóc. Áo tư ca. Rồi mã hồng tấn. Rồi đới mọc bạch. Rồi tiểu vũ. Ok. Đây lên S cộng nè. Đó, S cộng lại là nhân vật chính của tương chúng ta. Đường tam. Đó. Đây đây, đây. Tiểu vũ. Ok. Phải không? Phải tiểu vũ không? Tôi nhìn khác quá vậy. Nhưng không phải quá, tiểu vũ sao ngủ trà. Con này không biết luôn á. À, bị đông. Ôi trời ơi. Đường Hần. Rồi Hồ Liệt Na. Không 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 không. Con nhỏ này là có con gì thì, con gì lên thần rồi quên mẹ nó rồi. Nhưng mà không thích nó lắm. Thôi bỏ qua nó đi. Ok. Ba tái tay. Ừ. Đây. Đường Hạo. Ủa, lúc mà heo chơi là phiên bản mà phiên bản này nè các bạn. Ui, Đường Hạo là một thứ gì đó rất là vĩ đại. Ok, để coi coi nó gom được bao nhiêu tướng rồi. Đâu rồi ta? Đây. Ủa. Phải luôn. Ủa, nó đâu rồi? Ủa. Chỗ mà lấy vé hiểm đâu rồi ta? Ừ, hey. Rồi, có cái chỗ đó là để kiếm hiểm mấy cuộn giấy thôi đó. Ui, hồn hoàng 10 vạn năm nè. Wow, cái thứ quỷ nó mắc lắm. Ủa. Ủa, anh vô, đâu mất mẹ nó cái chỗ đó rồi. À, đừng có nói nó mất nha. Ủa. Đây là khúc đầu. Đây là chỗ để lấy. Đây là đổi thời trang. À đây nè, đây nè. 27 con trên 62. Mở full đó là được thêm 1-2 ống nữa. Rồi, ok. Anh em nào có chơi thì có thể tải về hả? Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn ơi. Đó, người ơi à. Bơi, chữ ơi kéo dài luôn. Đó. Chạy lên tí rồi chúng ta mở thêm, lấy thêm con đường tam đồ nữa ra. Đây còn thêm 2 con đường tam nữa nè. Đó. Hải 2.10. Ok. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.